chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử thì ngày hôm nay là cái bài học cuối cùng của khóa học cơ bản dành cho người mới với cái tiêu đề là quản lý cảm xúc trong đầu tư tài chính thì thực sự đây là một cái phần em nghĩ nó cực kỳ quan trọng đối với một nhà đầu tư khi mà mình bước vào một cái lĩnh vực đầu tư thì làm thế nào để mình có thể là điều phối được cái cảm xúc của mình và tránh phải những cái cạm bẫy khi mà mình sợ cái hội chứng fomo đó, gì? đó gọi là cái hội chứng sợ bỏ lỡ cơ hội khi mình đứng trước một cái cơ hội và mình thấy thị trường nó đang tăng và đúng ngay là cái dự án của mình vừa mới bán xong thì mình đang cảm thấy nó thực sự là rất là tiếc nuối đúng không ạ thì chính vì cái lý do đó mà em muốn làm cái video này để giúp anh chị làm sao mình có thể là quản lý được cảm xúc trong đầu tư một cách tốt hơn thì thực sự là đối với bất kỳ một nhà đầu tư nào cái yếu tố cảm xúc nó chi phối hầu hết cái tỷ lệ hành công của anh chị Thực sự là thành công hay là thất bại đều do là cảm xúc nó chiếm hơn là 80% rồi. Chỉ còn là 15 tới 20% là lúc đó là do kinh nghiệm và kỹ năng thôi. Còn khi mà anh chị điều phối được cảm xúc rồi á thì anh chị có thể là kiếm được rất là nhiều tiền. Thì ở đây em muốn nói á là trong đầu tư thì thực sự là cái vấn đề cảm xúc này nó chi phối bởi rất là nhiều yếu tố giống như là khi một mình đầu tư vào một cái dự án chẳng hạn thì lúc nào mình cũng chăm chú vào thị trường và mình thường xuyên nhìn những cái bản điện tử đó và cái tâm trạng cảm xúc của mình cũng đi theo cái cái bản điện tử đó luôn thì đối với những anh chị đầu tư crypto nó cũng tương tự vậy là khi mà mình đầu tư thì thường á là một ngày mình không biết là mở cái điện thoại lên bao nhiêu lần để mình xem là giá nó tăng hay giảm và giá nó tăng á, thì cảm xúc của mình cũng rất là vui nhưng mà thực sự nếu mà giá giảm khoảng năm mươi phần trăm thôi bắt đầu là thấy lo lắng và cảm giác cảm giác là buồn và ví dụ như tài khoản mình đang là một ngàn đô đi mà nó còn khoảng là năm sáu trăm đô thì à, lúc đó thì khả năng đang rất buồn và rất là lo lắng là à không biết là mình đầu tư trong thời gian sắp tới nó sẽ thế nào rồi làm thế nào để mình có thể là kiếm được tiền bây giờ cái số tiền của mình bỏ vào đây nó cũng nhiều rồi và bây giờ nó đang chia như vậy thì sắp tới á là cái khoản lãi của mình đang phải phải gồng rồi nó sẽ như thế nào nó bị chi phối rất là nhiều vấn đề anh chị nên là quản lý cảm xúc trong đầu tư tài chính nó cực kỳ quan trọng thì thường á là làm thế nào để cái cảm xúc nó không bị chi phối thường cái này á thì chỉ dành cho những người giàu những người nhiều tiền thôi những cái người mà người ta không quan tâm tới tiền á thì thường á là những cái người đó thường họ hay thắng rất là lớn thì tại vì ví dụ như là mình chỉ có một đồng nhưng mà họ có 10 đồng thì họ sẽ mua được 10 cái cơ hội và trong khi đó cái 10 cái cơ hội đó họ chỉ cần thắng hai cơ hội thôi là họ cũng đã đã rất là giàu rồi nhưng mà mình có một cơ một đồng thôi mình chắc chiêu được một cơ hội nên chính vì lý do đó là cái cảm xúc của những người ít tiền nó luôn luôn là là nhiều hơn những cái người có nhiều tiền tại vì thực sự á là ví dụ như họ có 10 đồng họ mất một đồng chả sao cả nhưng mà mình mình có một đồng mà mình mất đi luôn á đó là mất đi tất cả những gì mình đang có thì chính vì lý do đó mà thực sự là đa phần những cái người mà có nhiều tiền rồi đầu tư thì họ lại thắng rất là lớn thì thường người ta nói là giàu càng thêm giàu anh chị nên là mình phải hiểu rõ hơn là về cái vấn đề này thì làm thế nào để một người với một số vốn ít mà cảm xúc nó không bị chi phối quá nhiều thì cái yếu tố đầu tiên á là anh chị cần phải có thứ nhất là phải kiến thức khi mà mình đầu tư mình là một người mà không có nhiều tiền thì bắt buộc anh chị phải trang bị cái kiến thức cho mình rất là nhiều. Đối với bản thân em lúc trước khi mà em bước vào thị trường này anh chị là thực sự là em không có tiền và thậm chí là em không có kiến thức luôn. Nhưng mà em nhìn được cái tiềm năng của thị trường crypto này và em xác định là à trong vòng 3 tới 5 năm nữa mình sẽ trở thành ai. Thì cái mục tiêu lúc đó của em á, là trong vòng 3 tới 5 năm nữa mình có thể là trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Thì ở thời điểm hiện tại nó chưa phải là tuyệt đối nhưng mà ít nhất là mình cũng đã có đủ kinh nghiệm ở trong thị trường này mình không đầu tư thắng 100%, nhưng mà nó cũng có xác suất tỷ lệ nó lên khoảng là 70% 80% chẳng hạn đó là như vậy thì một cái người mà không có tiền thì bắt buộc phải có kiến thức thì ở trong thị trường nó có một câu là người có tiền sẽ nhận được kinh nghiệm và người có kinh nghiệm sẽ nhận được tiền thì chính vì lý do đó anh chị phải trang bị cái kiến thức cho mình thật là nhiều vào ở trong thị trường này thường đa phần á em thấy rất là nhiều anh chị có cái tâm lý ỷ lại vào người khác là lên những cái hội nhóm này hội nhóm kia xem những cái tín hiệu của họ cho và sau đó là mình không có trách nhiệm gì trên cái đồng tiền của mình và sau đó là cứ theo họ cứ đánh như vậy và thậm chí là ngay cả những anh chị ở trong đầu tư tiền tử cũng vậy luôn là những cái tín hiệu mà em up lên nó cũng có cái xác suất chứ không phải là chính xác một phần trăm mà lúc đó anh chị cứ ý lại và không biết phân bổ vốn không biết quản lý vốn như thế nào và cứ vậy là mình ý lại cái đồng tiền của mình mà cứ cứ phó thác cho người này người kia mà không phải là từ bản thân mình đó nên là em khuyên anh chị làm sao nếu mà mình thực sự tiền mình không có nhiều trong thị trường này bắt buộc anh chị phải có kiến thức còn nếu không có kiến thức mình không chịu học hỏi thì ít nhất mình cũng phải tìm cho mình một cái người trợ lý người hỗ trợ cho mình làm sao để có thể là quản lý được rủi ro còn đa phần em thấy bây giờ mọi người á có một cái tâm lý như vậy nè là không không có chịu chịu bỏ tiền là sợ mất tiền anh chị là không chịu bỏ tiền đi học nè không chịu mướn cho mình một người chuyên gia nè ví dụ như là à bây giờ người ta hỗ trợ mình kiếm tiền thì ít nhất mình cũng phải trả phí cho người ta nhưng mà cái tâm lý của người việt nam đa phần anh chị là chỉ muốn chỉ muốn là chỉ muốn ăn thôi chứ không bao giờ muốn 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 chia ra cả là ví dụ như là ăn được 10 phần là chị chỉ muốn ăn 10 phần luôn chứ không là không chịu chích một hai phần ra cho người khác thì chính vì lý do đó thì ai giúp anh chị nên là thực sự là cái yếu tố đầu tiên á là anh chị bắt buộc phải có trang bị cho mình kiến thức thật nhiều vào thị trường này. Còn nếu mà thứ hai anh chị làm biến á bắt buộc anh chị phải phải chọn lựa chọn cho mình một cái người chuyên gia trong lĩnh vực đó và hỗ trợ anh chị và anh chị phải trả cho họ một cái khoản khoản phí để họ hỗ trợ anh chị chứ chả có ai mà tự nhiên làm không công cho anh chị đâu đơn giản như bản thân anh chị đi khi mà mình đi làm việc á làm trong một công ty mình có muốn kiếm tiền có đúng không thì đương nhiên cái người đó người hỗ trợ anh chị thì họ cũng muốn kiếm tiền đó là hai hai cái yếu tố à rồi yếu tố thứ ba mà khi mà hai vấn đề đó mình không làm luôn thì chắc chắn là anh chị sẽ bị mất tiền tại vì sao mình luôn ỷ lại vào người khác và kiến thức kinh nghiệm mình không có và thậm chí tiền mình cũng không chịu bỏ luôn thì chắc chắn cái tỷ lệ mất tiền của anh chị cực kỳ cao rồi để nói thêm về phần cảm xúc á là khi mà cái cảm xúc của mình khi mà tham gia vào vào thị trường này á nó nó thăng nó biến động rất là nhanh tại vì sao đối với thị trường chứng khoán á một ngày á nó sẽ có trần và sàn ví dụ như là giảm khoảng 8% phần trăm đi thì thì ngày hôm đó nó sẽ đóng cửa nhưng ở crypto á có ngày nó giảm cái trăm phần trăm thì sao 99% phần trăm sao có những dự án nó rút buôn luôn rồi scam rất là nhiều đó nên là cái cảm xúc của anh chị á, nó kinh khủng lắm tại vì nó sẽ biến động theo từng giây chứ không phải là như ở chứng khoán ở à, ví dụ có trần có sàn thì ngày hôm đó nó đóng cái bàn điện tử đó thì à ngày hôm nay tao lỗ như đó thôi thì cái cảm xúc nó cũng không quá nhiều nhưng đối với crypto một ngày á nó vài chục phần trăm thì lúc đó cảm xúc của anh chị sẽ như thế nào đang có 100 triệu tự nhiên còn có bốn năm chục triệu thậm chí năm sáu chục triệu thì nó sẽ là như thế nào thì cái cảm xúc á nó nó rất là quan trọng thì để thêm một yếu tố nữa là mình cái cảm xúc không bị chi phối quá nhiều á đó, đó là anh chị đừng tạo áp lực cho mình quá nhiều áp lực cho cũng tạo áp lực cho mình quá nhiều là sao là khi mà anh chị tạo áp lực là bằng những cái khoản tiền mà thực sự là khi mà đó là khoản tiền anh chị đầu tư vào đây không phải là khoản khoản tiền nhàn rỗi và anh chị thấy cái thị trường này nó tiềm năng quá và anh chị sao anh chị đi vay mượn tiền rồi lúc đó rồi lúc đó là mình mình bị áp lực trả lại thì lúc đó là khiến cho tâm lý của mình không vững vàng và những cái cảm xúc đó nó sẽ đưa ra, ra cho mình là cái quyết định sai lầm là mình đang bị phụ thuộc vào quá nhiều ví dụ như là bây giờ mình đang vay vay hai triệu đi mà tới sắp cuối tháng rồi mình phải trả lãi mà trong khi đó tài khoản của mình đang âm thì bắt buộc là cái cảm xúc của anh chị nó nó kinh khủng lắm là làm thế nào để tôi có tiền để đóng lãi bây giờ hay là bây giờ mình cắt lỗ đi thậm chí con nó đang lỗ ba mươi bốn mươi phần trăm à vẫn cắt nhưng mà trong dài hạn nó có thể tăng tại vì đầu tư á đầu tư là phải xác định là dài hạn là từ 3 tới 5 năm chứ không phải là ngày hôm nay mua ngày mai bán đó là thực sự là anh chị đang đang chơi thôi và thực sự là để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn mà liên tục như vậy một tháng mà có thể là kiếm vài trăm phần trăm thực sự nó rất là khó nhưng mà trong dài hạn khoảng 1 tới 2 năm kiếm 100 200% ở trong thị trường crypto này nó không hề khó anh chị. Nên là anh chị cần phải cố gắng là đừng có đi vay mượn gì cả để tránh tạo ra cái áp lực cho mình đó là cái lời khuyên mà em đưa ra cho anh chị rồi rồi thêm rất là nhiều yếu tố là đừng có bị phô mô bởi những cái hội nhóm tại vì thực sự trong những cái hội nhóm á là khi mà có những cái tín hiệu thì cảm giác là mình làm sao mình phải cơ cấu vốn làm sao cho hợp lý chứ đừng là thấy người này nói con này tốt con kia tốt cái bắt đầu mình vào mua và khi mà mình mua như vậy á ai cũng mua rồi và thấy nó tăng ai cũng vô mua rồi thì bắt đầu là là nó giảm thì lúc đó lại bị mất tiền thì đó là lý do mà tại vì sao khi mà anh chị tham khảo bất kỳ một cái tín hiệu ở trên một cái hội nhóm nào thậm chí ngay cả trên đầu tư tiền tử anh chị, chị cũng phải cân nhắc là rõ ràng là à bây giờ tao vào con này tỷ lệ lợi nhuận rủi ro của tao như thế nào hay là nó đã tăng quá nhiều rồi tại sao hàng này nó vẫn nói là mua với lý do nào để nó tăng giá tiếp và cái lợi nhuận nó như thế nào đó là cái yếu tố tiếp theo ha rồi thêm một cái điều nữa em muốn chia sẻ cho anh chị á là đừng phô mô và đừng bao giờ đặt cho mình một cái target quá lớn tại vì khi mà anh chị bước vào thị trường này đa phần á, anh chị luôn nhìn vào bitcoin giống như là à 10 năm trước bitcoin nó chả là gì cả cái giá của nó cực kỳ rẻ bỏ một đô la thôi bây giờ đã kiếm được vài trăm triệu đô thì trong đầu của anh chị mặc định là nghĩ à bây giờ tôi đầu tư cái con này nó cũng sẽ tương tự như vậy luôn thì chính vì cái lý do đó đó mà nó dẫn tới mình là có cái niềm tin mù quáng vào thị trường là cứ nghĩ là bây giờ nó tăng hai lần rồi không chịu bán ví dụ như là có 1.000 đô rồi nó thành 2.000 đô nhưng mà mình không chịu bán và mình nghĩ là à nó phải lên 10.000 đô tôi mới chịu là phải ít 10 lần nên là thực sự là cái target của anh chị quá lớn thì sẽ dẫn tới là cái rủi ro của anh chị sẽ nhiều hơn và nó sẽ càng khiến cho anh chị trở nên thất vọng hơn thì thực sự là sẽ có những cái kèo như vậy chứ không phải là không có nhưng mà tùy giai đoạn và tùy theo xu hướng thị trường nó mới như vậy tại vì cái biên động biên độ dao động của cái thị trường này nó khá là lớn nên là khi mà mình giao dịch trên đây á thì mình cũng sẽ bị chi phối quá nhiều bởi cái lợi nhuận như vậy nó sẽ dẫn tới là cái cái suy nghĩ của mình nó bị mù quáng là à nghĩ là làm sao là phải đầu tư nó phải lợi nhuận như vậy lúc nào anh chị cũng phải muốn ít 100 ít 1.000 lần mới chịu ví dụ như là bỏ 10 triệu ra muốn ít một 100 lần 1.000 lần thì thực sự rất, rất khó nhưng mà đối với anh chị em khuyên á nếu mà anh chị đặt cái target cho mình một năm khoảng là 50 tới 100 phần trăm thậm chí 200 phần trăm thì cái con số đó anh đạt anh chị đạt được nó cực kỳ dễ và sẽ không bị áp lực luôn đó là như vậy còn thường á tại vì sao những người thắng lớn những người thắng lớn một là những người không biết gì thì ví dụ như là họ có một số tiền ngàn rỗi đi thì họ mua một cái đồng đồng coi nào đó nghe người bạn nói đồng coi nào đó và họ không quan tâm ví dụ như là họ số tiền của họ có vài tỷ chẳng hạn họ sẵn sàng họ 100 triệu vào đó và họ không quan tâm tới số tiền đó và họ chấp nhận là mất đi thì thôi đó những cái người thắng lớn thì sẽ có hai tình trạng một là như vậy là những người không biết gì và chỉ là mua và vứt đó và đùng một phát một ngày thị trường nó tăng thì lúc đó mình nhớ à tự nhiên mình có mua con này thì dở ra là cả một gia tài còn cái yếu tố thứ hai á, là những cái người mà quá nhiều tiền đi họ không quan tâm và họ chỉ là à mua cho vui thôi vứt đó thì những cái người đó mới có thực sự là những người thắng lớn còn những cái người mà thường xuyên giao dịch hàng ngày á em đảm bảo với anh chị chả có hàng nào thắng lớn đâu nó không thể nào mà ít 10 ít 100 thậm chí ít hai ba trăm lần thực sự có đi chăng nữa thì đó chỉ là những cái kèo ra vì thôi nhưng mà ra vì sao anh chị ít hai 300 trăm lần thì thực sự là nó trả cho những cái tge đầu thôi trả cho những cái phần đầu nó không có nhiều cả nên là đó thực sự là chỉ có những anh chị nào mình nghiêm túc vào thị trường này và mình xác định đầu tư trong dài hạn á thì lúc đó thứ nhất là mình không bị tâm lý và thứ hai là mình mới thắng được lớn còn đa phần những anh chị nào tối ngày mình cứ là dở cái app lên rồi mở lên mở xuống ngày hôm nay tăng bao nhiêu thậm chí là mở theo giờ luôn có những anh chị mở theo phút ví dụ là 15 phút là vô một lần 30 phút là vô một lần giống như em thì bản thân em là em làm làm full time ở trong thị trường này nên là em theo dõi rất là sát nên là bản thân á đôi lúc cảm xúc của mình cũng chưa phải là tuyệt đối một trăm phần trăm nhưng mà em cũng có những cái những cái quyết định mà thật sự là cũng cũng khá là táo bạo bởi có nhiều lúc là mình mặc kệ là đôi lúc mình đã có kiếm đủ tiền rồi thì mình sẽ có một cái tư duy là à bây giờ con này tăng cũng được giảm cũng được tao kệ luôn đang sống tăng thì đó chỉ là những cái lúc mà thị trường nó tăng trưởng mạnh thôi chứ còn thực sự bây giờ em đố anh chị nào mà dám là bây giờ tăng khoảng ba bốn phần trăm không chốt mà cứ chờ là ít hai ít ba thực sự ở thời điểm này em nói thiệt với anh chị là là chỉ mong là một mua một con mà tăng 20 tới 30 phần trăm thôi Tại vì giai đoạn này nó là thị trường nó đang đi xuống và mọi người không quan tâm tới thị trường nữa và đa phần mọi người sẽ thấy là trong một cái khoảng thời gian nữa là khi mà thị trường nó nó hết hưng phấn rồi mọi người chán nản tới cái mức á, là bây giờ là chỉ muốn rời bỏ thị trường thôi và không muốn làm cái gì mà liên quan tới crypto nữa nên là em khuyên anh chị là quản lý cảm xúc nó cực kỳ quan trọng để không bị dính vào cảm xúc đó, là đừng có tối ngày tập trung vào cái bảng điện tử mà hãy tập trung vào công việc của mình đi và coi đây là một cái khoản đầu tư và mình mua mình để đó ví dụ như là mỗi một tháng chích ra khoảng vài triệu để mình mua hay là có nhiều tiền thì mỗi tháng chích ra khoảng vài chục triệu để mua và để đó những cái dự án coi tốt những cái dự án tiềm năng để làm sao để mình có cho mình một cái khoản đầu tư cho bản thân, cho tương lai Thì nếu mà lỡ có mất á, thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình Chứ không phải là bây giờ có bao nhiêu lại đem đổ đồ vào đầu tư đây hết Rồi tới khi mà thị trường nó biến động quá mạnh và mất hết tất cả Thì lúc đó lại lại tiếc nuối là à biết vậy ta không tham gia thị trường này Và biết vậy thì thôi không đầu tư nữa đó và lúc đó là cái niềm tin vào thị trường mất Thì cái thị trường này nó rất là tiềm năng Thì khi mà anh chị biết tới thị trường này rồi Nếu mà anh chị bỏ lỡ cái cơ hội trong thị trường này Thì em thấy cũng rất là tiếc Tại vì nó đã giúp rất là nhiều người thay đổi cuộc sống từ một người vị thế không có gì cả mà đã thay đổi cuộc sống hoàn toàn và có thể là tự do tài chính luôn. Nên là khi mà anh chị biết tới crypto rồi thì em chỉ khuyên anh chị một điều á là thứ nhất là đừng đi vay mượn để đầu tư và thứ hai là nếu đã tin vào thị trường này rồi thì mình hãy nghiêm túc học hỏi họ những kiến thức để làm sao mình có kinh nghiệm và kiến thức để đầu tư, có thể kiếm được tiền ở trong thị trường này rồi thì cái phần chia sẻ của em tới đây là hết thì nếu anh chị nhận được giá trị video này mình có thể nhấn like và subscribe đi hậu kênh thì trong thời gian sắp tới em sẽ làm những cái khóa học nâng cao dành cho người mới để giúp anh chị có thể là học về phân tích kỹ thuật rồi quản lý vốn nhiều hơn là cái khóa học cơ bản này rồi xin chào tạm biệt anh chị hẹn gặp anh chị ở những video lần sau